Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của Khang để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phôi mai, như một số mai tàn luôn nha quý vị. Tàn phôi đây quý vị. Đó. Lắc có trực có ha. Còn dài dài ở trong nữa nha quý vị. Chào Khang. Dạ chào anh, dạ chào cô chú anh chị trên toàn quốc ha. Bữa nay em về được một số mai giáng long nha cô chú anh chị. Mai giáng long này tàn với phôi trực luôn. Rồi coi hết clip coi cây nào được ưng ủng hộ em ha cô chú anh chị. Rồi em vô đầu clip là cây mã số 41. Rồi mã số 41 quý vị. Đây. Số điện thoại của em là cũng 0366179776 là số Zalo luôn nha cô chú anh chị. Rồi. Rồi coi hết clip coi ủng hộ em ha. Rồi, mã 41. Cao. Em đo đây đi ha. Rồi, đo tới đó đi. Thôi. Đo tới đây thôi. Rồi. 60. Đó 60. Đây em đo nằm trên đây nha cô chú anh chị. Rồi. 27 ha. 57 đúng. Ừ. Chứ đo giống như mọi người thì đo giống vậy thì nó là ra 30. Rồi. Rồi em đo cái củ đế tham khảo cho cô chú anh chị luôn ha. Qua wow, trời củ đế, ha. Cái nồi đế nè. Rồi. 88 ha. 88. Nồi 88. Qua wow, sức cô chú anh chị ơi. Để còn bự bự không. Đó. Rất là đẹp ha. Chi cành nó cũng đều luôn nha cô chú anh chị. Chi cành đều và đế ok đẹp luôn. Rồi bả số 41 em Zalo 2.8 của chú anh chị ơi. Này em mới về nha cô chú anh chị. Này em mới về có mấy bữa thôi mà làm có được 20 mấy cây phôi với lại 6 cây tàn. Giáng long với giáng trực 6 cây. Rồi, xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn. Mã số 42. 42. Ha, chi cành nó rất là đều của chú anh chị. Để nó để giáng quái quái ha. Nó giống như do con thú. Rồi ta cành là kẹo luôn đây ha. Rồi chiều cao em nó. Cao em nó em đo tới đây nha cô chú anh chị. Rồi. Là 68 ha. Rồi xuống cái hoành luôn. Rồi cái hoành. Rồi hoành 24 của chú anh chị ơi. Rồi xe 24 đúng ha. Ngắm nghía kỹ thân cành ha. Tay cành thì đặt kẹo rồi ha. Đế quái quái ha. Tay cành đặt từ trên xuống nữa ha. Rồi để đây rồi quý vị. Rồi cây này em bán giá rẻ luôn, 1.4 triệu của chú anh chị ơi. Rồi xây tiếp luôn. Chi cành đều. À. Mà đế như con thú nằm nè. Có hai chân tròn trước. Hai chân tròn ha. Đây. Nó nằm giống con thú ghê không? Rồi. Đây trên này. Đây. Đây dừng lại cái ha. Đó vậy đó, chân tròn trước đây. Nha, chân. Hai chân. Bên đây chân nữa nè, thấy không? Rồi. Y như con thú nằm đó nha. Rồi, xuống cây. Rồi 1.4 triệu mã số 42. Rồi, mã số 43 đây. Lên 43 luôn cô chú anh chị ơi. 43 nó chiều cao đó là 56 luôn nha cô chú anh chị. Rồi cái hoành luôn. Cái hoành 23. Rồi 23 hoành. Vậy ngắm nghía kỹ thân cành nó ha. Cái đẹp. Em vô luôn 1 triệu cô chú anh chị. 43 triệu ha. Có gì nghĩa ha. Để luôn đây. Để không chản chản. Đế đẹp không mà cô chú anh chị. Em về luôn này bao tàn cô chú anh chị luôn. Rồi xuống cây. 1 triệu nhưng cái gì. Rồi mã số 44. Rồi chiều cao 70 đúng của chú anh chị. Rồi. Em đo trên đây nha. Cái hoành luôn ha. Hoành 25 đúng của chú anh chị ơi. Rồi. Qua wow, trời cái nồi đế. Cái gọng sâu dưới luôn. Qua wow, này cây này dán đổ của chú anh chị ơi. Yeah. Ha. Đây là dán đổ gì? Vừa đổ vừa bay luôn á. Có gì không ấy thì cắt chi ba đổ cũng được ha, bán đổ cũng được ha. Cây này đẹp lắm. Đế kìa, một nồi đế quá trời của chú anh chị ơi. 2.5 triệu của chú anh chị. Để đây. Đó, có cái đuôi luôn của chú anh chị ơi. Để. Không, có cái đuôi. Quái quái ha. Đây, chuẩn châu chịu trước, cộng bự luôn ha. Đặt bầu trên cái gì đó. Rồi, xuống cây. Số 45 luôn. 45 trắng trực của chú anh chị ơi. Rồi, chiều cao nó luôn. Trực tay cành đều luôn đây quý vị. Rồi, chiều cao nó là 1m17 của chú anh chị ơi. Rồi xuống hoành luôn. Rồi hoành 23. Rồi 23 hoành. Tại cành đều nhân quý vị. Tại cành đây. Rồi mã số 45 em vô luôn 1.100.000 của chú anh chị. Để luôn quý vị. Ẩm nó hơn. Để đây, để đây. Để đây. Nói chuyện mà. Rồi xuống cây. Rồi 45 1.100.000 của chú anh chị ơi. Rồi mã số 46 bên đây luôn. 46 cũng dán trực luôn của chú anh chị ơi. Rồi chiều cao mà là 1m4 của chú anh chị. Rồi
Quành 26 quành cô chú anh chị ơi. Rồi quành 26 quý vị. Rồi quý vị ngắm nghía xương cành luôn. Bán rẻ luôn cô chú anh chị ơi. Qua wow, sức một nồi đế cũng bố bà bảy ha. Còn cái nồi đế đây. Đó, nồi đế kìa. Cộng nào nếu mà bật cầm tay mình không quý vị. Nó to mà đều mà đế một nồi đế luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, vô em vô luôn 1,5 triệu anh ơi. 1,5 triệu ha, quanh dạ. 6 nồi đế. Quá xanh rồi đế ha. Dạ. 1,5 triệu à. Bao ship toàn quốc luôn. Cây đẹp dữ dằn này cô chú anh chị ơi, mới về luôn cô chú anh chị. Ân thì không ấy cho em cắt đớt dưới đây cũng được. Thôi mình quay mình báo rồi cái đó này lấy hết cho quý vị. Dạ hả, có anh chị nào mà chốt quá thì cho em cắt thấp xuống đây cũng được. Rồi quý vị có yêu cầu cắt ha thì cắt ha, không thôi thì để nguyên vậy cho quý vị nha. Dạ. Cắt biết cái nồi ha. Qua wow, chờ cái nồi đi. Xuống cây luôn. Rồi mã số 47 luôn cô chú anh chị ơi. Rồi 47. Chiều cao là 1m2. Ủa 1m1 của chú anh chị ơi, 1m12 á, mà tính 1m1 rồi. Quành đó 20 quành. Rồi. Cây này quái quái nha, có đê... xây luôn. Không, có cái đuôi. Rồi, lắc nữa là xem cái đuôi. Có cái đít, có đuôi luôn, hai bên đít đuôi. Rồi quý vị ngắm nghía xương cành trước đi ha. Đó, xương cành này, từ trên mình rà xuống đây. Hai cành đều. Quá kỳ quay quái luôn ha. Còn lắc dưới đây đây. Còn lắc mà cái đế nó quái luôn ha. Rồi, đế luôn. Mã số 47 em vô lô 800 nha cô chú anh chị. Vậy cắt cái này sửa cái đuôi ra đây. Kéo qua. Đó, kéo hả? Qua. Kéo qua thành đuôi đây. Sang vòng đó. 47 em vô lô 800 nha cô chú anh chị. Coi được ưng ủng hộ em ha. Bữa nay về dán quái quái không? Rồi xuống cây. Rồi tiếp theo mã 48. 48 em trực luôn. Tay cành đều luôn đi quý vị. Để dưới con quá xa đế ha. Ừ. Bữa nay về mai đế khủng luôn cô chú anh chị ơi. Chiều cao đó là 1m. Rồi 1m. Này ở dưới đây nó bự quá nên em đo trên đây đi ha. Đo đâu cũng được. Đi. Đo trên đó thì nhiều. 18. Đo dưới. Đo dưới đây là 22. Rồi. 22 gần 23. Đó. Đó cô chú. Cộng đi cộng lại chia ra lấy 20 đều. Rồi 20 đi. Cây này đẹp quá cô chú anh chị ơi. Cái này thì đo ngay chỗ cái cổ đó là 20 mấy đó ha. Rồi, để đây quý vị. Dạ. Rồi 48 em vô luôn cô chú anh chị mình 800 thôi. Kỹ đế nha. Đó, 800 em bao ship toàn quốc nha. Đủ wow, đây, trời. Đây còn con bự này nữa. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp theo 49 của chú anh chị ơi. 49 chiều cao đó là 70. Rồi, cái hoành luôn. Hoành 20. Rồi, 20 hoành. Vậy ngắm nghía xương cành luôn. Đó, này tông tàn hơi thấp thân hơi cao. Thấp thân này chắc khoảng 3 mấy đó ha. Dạ. Rồi, cái này em vô luôn. 850 luôn. Để đây. Đó, hồi để cũng đặt kẹo đây ha. 850. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, qua cây mới luôn rồi quý vị. Số 50. Rồi, 50. 50 chiều cao đó là 50 luôn. Rồi. Hoành 18 của chú anh chị ơi. Rồi, 18, 18 đúng luôn hoành. Quý vị. Này cũng bẻ gọng cái gọng sâu ha. Ừ. Rồi cái này em vô lô 700 cô chú anh chị ơi. Quá wow, trời một nồi đế luôn cô chú anh chị. Gọng bẻ sâu ngay chỗ vị trí co lắc đầu tiên nó có cái tay cành ở đó luôn ha. Đó, gọng bẻ sâu xuống. Này nữa cho cái nhánh bay ở đó luôn quý vị. Còn đế đây quý vị ơi. Này đế cũng co lắc lắc luôn ha. 700 bao ship toàn quốc mã số 50 cô chú anh chị. Xuống cây luôn. Rồi lên mã số 51. 51 đây. 51 chiều cao nó 75. Rồi, cái hoành luôn. Hoành 21 của chú anh chị. Rồi, 21 hoành. Rồi, xây xây luôn. Đi, ngắm nghía xương cành nó ha. Rồi mã số 51 em vô luôn 1,1 triệu của chú anh chị ơi. Đây lực quá xa lực ha, cộng nào bị chảng chảng à. 1,1 triệu luôn. 1,1 triệu nghe. Thế nó quái quái ha. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số 52. 52 đây. 52 chiều cao nó 60 đúng. Quành thân nó 19 của chú anh chị ơi. Rồi 19 quành. Vì ngắm nghĩ kỹ thưa xương cành dáng nó ha. Rồi cái này em vô lô 600 của chú anh chị.
Mã số 25, ở 52 nha. Rồi để luôn quý vị ơi. Mã số 52, 600 luôn của chú anh chị ơi. Để 600 ngàn. Rồi xuống cây luôn. Tục mã số 53. 53, chiều cao luôn. Chiều cao đó 1 mét. Rồi, cao 1 mét. Có hơn tính mét. Rồi, cái hoành luôn. Hoành đó là 19 của chú anh chị. Rồi, 19 hoành luôn. Tay cao một em trực nè, tay cành. Tay cành đều quá ha. Cái này đẹp luôn, 900 luôn của chú anh chị ơi. Để luôn nghe quý vị. Để lực luôn. 900 bao ship toàn quốc, mã số 53 nha cô chú anh chị. Rồi, xuống cây. Để lực chi cành lực luôn á. Cái nách của nó như giống vú bò. Nó nu nu lên. Rồi, mã số rồi, 54 ha. Chiều cao 1m4. Rồi, cái hoành luôn. Rồi, hoành 27 cô chú anh chị ơi. Rồi, 27 hoành. Rồi, xây xây luôn. Cái này đẹp quá trời cô chú anh chị ơi. Cái cành cũng đặt hết trơn nè ha. Mã số 54 em vô luôn 1 triệu của chú, 1,4 triệu của chú anh chị. Cành đặt kẹo từ trên xuống luôn ha. Quá trời chi cành đều mà củ đế nè. Đây cái nồi nè. Củ đế quá trời của chú anh chị ơi. Một nồi đế đặt cứng luôn ha. 27 hoành, 1,4 triệu của chú anh chị ơi. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi xuống cây. Mã số 54. Rồi. Tiếp theo mã số 55. Giống giống cây nãy quá ha. Ừ. 55 chiều cao đó là 1m2. Rồi xuống cái hoành luôn. Cũng bự nè. Hoành 28. 28 hoành luôn. Em kia nãy 27, này 28 nè. Là tay cành nè quý vị. Này, tay cành cũng đặt luôn nè ha. Mà nồi đế này không bằng nồi đế kia, em giao luôn cho cô chú anh chị mình 1,3 triệu. Rồi để quý vị ơi. Mà hoành to hơn. 1,3 triệu bao ship cho cô chú anh chị. 1,3 triệu. Rồi xuống cây luôn. Tiếp theo mã số 56. Rồi 56. 56 chiều cao đó là 60. Hoành đó hà 24, 23, 24 yếu ha. Rồi, tính 23. Tính 23 hoành. Mà cây này lũa em xử lý rồi mà em chưa tha keo. Nên lát em tha keo rồi cây này em bán rẻ cho cô chú anh chị mình luôn, 600 luôn. Vậy ngắm nghe kỹ ha. 58 rồi. Đây cái 58. Quá mềm rồi. Đang lỗ luôn này. Rồi, để luôn quý vị ơi. Đó. Cái cặp. Bỏ đi cặp gì, đi lõm á. Rồi, xuống cây. Mã số 57 đây quý vị. 57. Rồi, chiều cao đó là 70. 80 chứ? 80. Hoành thân 24. Rồi xây xây luôn. 24 hoành. Trực tay cành đều. 700 luôn cô chú anh chị ơi. 24 hoành có 700 luôn cô chú anh chị. Rồi để ra quý vị. Rồi xuống cây luôn. Theo 58. Rồi 58 đây. 58 chiều cao đó là 60. Rồi 60 cao cái hoành. Hoành 20. Rồi 20 hoành. Rồi xây xây luôn. Rồi cây này em vô lô 650 của chú anh chị ơi. Mã số 58 650 nha cô chú anh chị. Để quý vị. Đây cũng đặt quá nè ha. Chịu trùng cỏ luôn. Cái cổ bẻ giống như cò luôn cô chú anh chị. Thấy không? Cò cái ngỗng cổ lên không? Rồi 650 ha. Rồi xuống cây. Mã số 59. 59. Chiều cao đó là 70. Hoành đó 26 đúng của chú anh chị ơi. Rồi, 26 hoành. Rồi quý vị không nghe kỹ thân cành em nói ha. 650 luôn của chú anh chị. Cụ đế luôn quý vị. Đó. Rồi cũng 650 ngàn luôn. Dạ. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 60. 60 đây. Chiều cao nó là 80. Rồi, cao 80. Cái hoành. Hoành 20. Rồi, 20 hoành. Rồi, xây xây luôn. Nhìn cái kỹ thân cành em nó ha. Qua thân cành, cái bộ đế của chú anh chị ơi.
700 luôn. Để quý vị. 700 bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, xuống cây. Tiếp theo mã số 61. 61 chiều cao 70. Vành thân 22 đúng luôn cô chú anh chị ơi. 22 vành. Đây, tay cạnh quý vị. Ra từ trên xuống ha. Rồi, để đây rồi quý vị. Rồi, mã số 1 của em Zalo 700 luôn cô chú anh chị. Cho dòng đế nữa ha. 700 ha. Ừ. Sao ba? Cái nào? Rồi, mã số tiếp theo đây quý vị. Mã số 62. Em ơi, tàn ha. Đó. Tàn đẹp nha. Lùng lực tàn tròn đế thú luôn này cô chú chị ơi. Cao tính từ cái mặt bầu lên tới cái đỉnh đọt đọt cái chắc khoảng tầm 1m7 1m8 như quý vị. Đó, còn tán ngang hôm này chắc khoảng 2m à. Tán ngang chắc sải tay của chú anh chị. Thì mỗi một bên thì nó khoảng 1m. Đó thì mình nhân lên nó thì khoảng 2m ngang nha quý vị. Sải tay của chú anh chị. Hơn nhiều. Hơn sải tay. Đó, này mình tính 2m ngang nha quý vị. Đó, tại vì từ trong cái cốt ra ngoài là mỗi một bên chắc hơn 1m rồi. Đó. Quá trời hơn sải tay của chú anh chị ơi. Nói chung là khoảng 2 mét đi. Mà nó bể nách hết trơn rồi. Rồi đọt chủ đây quý vị. Đây. Rồi quý vị ngắm nghía xương cành luôn ha. Cành rất là khít nè. Còn nách thì Khang nói là đây nè. Nó già cây nó bể nách thôi nhưng quý vị chứ không có bắp này xù nha. Ừ, nách đúng thì rồi. Nó nứt vậy đó. Ừ. Nứt hết từ dưới lên trên. Xương cành ha. À, đặt hết trơn. Rồi mình vô cái hoành luôn nha quý vị. Hoành em đo trên đây nha cô chú anh chị. Đo ngoài đó đây, nhiều là 29. 29 ha. 29 đúng á. Thử cái nạc này thử nha. Cái nạc thôi ạ, cái nạc. Cái nạc là 43. Ha. Ừ. Đó, rồi xây cái đế này giống như đế thú quái quái cô chú anh chị. Không, có con gì nằm nằm đó ha. Nằm dài thòn. Đây, mặt này cũng có nhóc đeo quá gì. Rồi, chậm chậm nha. Để ha. Rồi, tay cạnh gì ngắm nghía thêm lần nữa ha. Đó. Rồi, cây này mình giao lưu bao nhiêu đi? 3,2 triệu anh. Mã số 62 nha cô chú anh chị. Ship sao? Ship toàn quốc. Cây này em ship toàn quốc cho cô chú anh chị ha. Dạ. Tàn rộng thanh thang nhiều một ship toàn quốc luôn. Dạ, ship toàn quốc luôn. Giá 3,2 triệu. 3,2 triệu. Em không bớt được nha, em ship toàn quốc là giá cây này tiền ship nó hơi bị cao á nên em không bớt được ha cô chú nào ưng thì ủng hộ em ha. Rồi, nếu mà quý vị mà có phương tiện hay gì đó ghé đây mình giao lưu thì giá còn yêu thương nha quý vị. Dạ đúng rồi. Rồi. Em còn số nhiều lắm nha cô chú anh chị. Này em mới về ha. Mới về mà 3-4 năm bữa nay à. Tự em đào không kịp nên em lên quay giới thiệu nhiêu đây quay giới thiệu hả? Cho cô chú nhiêu đây à. Rồi mình xuống cây xuống. Rồi tiếp tục quý vị, mã số 63 đây quý vị. À, thì em này cao chắc khoảng tầm 1m6 1m7 gì ha. À, tính 1m6 cho chắc nhưng quý vị, còn tán ngang thì cỡ 1m6 1m7 gì ha. Nói chung là cao ngang nó cũng khoảng đó đó. Đây quý vị mình ngắm nghía cái tay cành từ trên xuống ha. À, cũng khít khít mà xương ngang nè. Em vừa rồi cũng vậy ha, cũng xương ngang ha. Khích cây này nó bị thiếu hết một chi nha cô chú anh chị. Cái chi đây. Ờ, chi người đó là ok luôn ha. Dạ. Về cô chú anh chị mình ghép vô. Mà cái đế nó đẹp quá trời. Nồi đế quá trời của chú anh chị ơi. Rồi, còn cái vô cái hoành đi ha. Để nè. Hoành đo ngang đó, 26. 26 đúng luôn cô chú anh chị ơi. À, còn đế nè. Quá xa bộ đế ha, đế đặt kẹo nó cộng to không. Rồi giao lưu 2,8 triệu của chú anh chị. Qua wow, trời cái nồi đế của chú anh chị ơi. Muốn bể bể hết ráo rồi. Dạ. À, đường kính bầu nó khoảng nhiêu đằng quý vị có gì ở nhà chuẩn bị ha. 50 ha. Chuẩn bị chậu hoa bồn vậy đó ha. Rồi đường kính bầu này 50. Em đo cái nồi đế cho cô chú anh chị coi. Tổng nồi là cái bầu luôn á. Tổng nồi là cái bầu là 142 á. 142. Giá nha, mình nhắc lại một lần nữa. Rồi 2,8 triệu của chú anh chị. Rồi, mã số 63 ha. Bao ship toàn quốc. Bao ship toàn quốc 2,8 triệu của chú anh chị. Rồi xuống cây. Qua wow, trời cái nồi đế hết sức luôn của chú anh chị ơi.
Là mã số tiếp theo là mã số 64 quý vị. Một em trực cao cao, đây, cao đụng cái nóc nhà tiền chế này luôn rồi nè. Đó. Chắc 2 mét mấy hả? Này chắc khoảng 2 mét 3 đi ha. Cỡ đó đó quý vị. Này em bao ship 200 cây số của chú chị ơi. Này cao quá, hàng vượt khung hay gì rồi ha. Rồi tán ngang em này thì bao lấy mét 8 thôi đi ha. À, khoảng tầm mét 8 á. Rồi áp sát lại quý vị nghĩa tay cành em nó ha. Đây cái nóc nhà tiền chế nè. Đó, xíu nó đụng luôn á. Gần đụng cái nóc nhà đó rồi đó. Rồi quý vị nó nghĩa xương cành đây ha. Đó, sang sát. Khích 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 nè ha. Em trực cái tay cành gì thôi ok quá ha. Rồi khen cho cái thoát thân em này khen. Này anh chị nào muốn thoát thân cao thì chốt cái này ha. Tới cổ rồi rễ thôi nha. Rồi nè tới đây 34. Rồi tới cổ đó 34 nhưng quý vị. Rồi sẵn đó mình vô cho cái hoành luôn rồi quý vị. Hoành đó ngang vị trí này đó. 30 đúng của chú anh chị. 30 đúng ha. Rồi xây cái nồi đế luôn rồi quý vị đây. Đế nè. Đó. Cũng nguyên cái nồi đây nè. Nhiều. Củ đế đây ha. Này chưa có diễn ngắm nghía thêm để dòng nữa nha quý vị nọ. Quá xa đế ha. Rồi cây này mình giao lưu bao nhiêu đây Khang? 3 triệu anh ơi. Này nãy mình nói là bao ship 200 cây số à? 200 km ha. Còn xa thì chốt một thương lượng thêm. Rồi nếu mà quý vị ở xa hơn thì mình có giao lưu á. Alo thương lượng cái phần ship nhưng quý vị. Rồi mã số 64 3 triệu nha cô chú anh chị. Rồi còn em 65 cũng giống vậy nè. Quý vị xem tiếp ha. Tàn đẹp ha, cao. Rồi mình xuống cây. Đây quý vị mã số 65 đây ha. Cũng tiếp tục là một em trực đây. Đó, tay cành đều đế dưới quá sát cái nồi đế luôn nha quý vị. Đó, quý vị mà nãy có chốt cái cây 64 mình chốt cây 65 luôn. Làm cặp cho luôn cô chú anh chị ơi. Quý vị em này thì cái cao này thì chắc khoảng 2 mét 2 mét 1, 2 mét 2 vậy ha. Tầm đó quý vị. Còn cái tán ngang thì này cũng khoảng tầm mét 7, mét 8 luôn ha. Đó. Rồi đọt chủ đây cứ quay chậm chậm vậy cho quý vị ngắm nghía kỹ xương cành ha. Đó. Xem kỹ nha quý vị, mình ra cũng từ từ xuống nè. Đó, chậm chậm đều đều tay ha. Xương cành cũng bự bự khích khích không nè. Đó, tay cành to không quý vị. Đó, sẵn đó cho cái thốt thân luôn. Ok này, thốt thân hơi thấp một xíu tới đó thân đó là 20 30. Rồi tới đó này 30 đúng 30 đúng ha. Rồi khoan nha. Quá trời cái, đế luôn các chị. Cái nắp thì nó hơi bung bung bể bể thôi nhưng quý vị chứ mình không có báo em này là xù nhưng quý vị. Đó. Thì có làm sao quay giới thiệu chủ chị ha. Nó mới bể à cô chú anh chị ơi. Nuôi cái mấy cây này có tương lai ha. Nó bể lên tới tên luôn ha. Mấy cây này già cây nè cô chú anh chị. Vô cái hoành luôn cô chú anh chị. 28 hoành. Đó, hoành 28 ha. Đo ngay cái ngẩn đó luôn á. Rồi đó củ đế cho cô chú anh chị tham khảo luôn ta. Phần đế đế hơi đặc đặc này là 58. 8 ha. Rồi xây đế luôn. Rồi cây này em cũng giao lưu 3 triệu luôn cô chú anh chị ơi. Anh chị nào chốt một cặp luôn. Giá cũng rất là dễ chơi ha. Đế nè. Là đường kính bầu này chắc khoảng 50 rồi ha. Cây nãy như đường kính 50 á. Rồi này 52. 52. 50 luôn đi ha. Dạ. Báo vậy cho nó chẳng ha. Để nè. Mã số 65 là 3 triệu nha cô chú anh chị. Bao ship 200 cây số. Còn anh chị nào ở xa thì có gì thì thương lượng với em ha. Rồi, mình xuống cây. Rồi mã số tiếp theo quý vị. À 66 của chú anh chị. Rồi mã số 66 một em co lắc ha. Đẹp đế thì ở dưới thì mình thấy đẹp đó. Lát nữa cận cảnh cho quý vị xem ha. Em có cặp này luôn nha cô chú anh chị. Mã số này giờ là 66. 66 với 67 là 1 cặp. Còn 64 với 65 là 1 cặp. À. Thì em này cao khoảng 1m7 quý vị. Tán ngang lấy khoảng tầm chắc 1m5 ha. Rồi quý vị ngắm nghía xương cành luôn. Từ đỉnh mình ra xuống nha. 64 với 65 anh chị nào chốt 1 cặp ở xa thì cho em cắt cái đọt xíu đi em để toàn quốc luôn. Đây. Rồi mã số 66 dáng rất là đẹp cô chú anh chị ơi.
Rồi, em còn cái này nhiều lắm nha cô chú anh chị. Dáng lông quái quái này nè, tàn này nè. Đó, vô cái hoành nó luôn. Hoành em đo trên đây là 24 nè. Em xuống xíu nữa là ở dưới đây nè. Là nó 26 tính 24 chắc. Rồi, tính 24 nha cô chú anh chị. Dạ. Củ nở ha. Để đặt ở trên ha, công bự luôn nè. Quá trời, cây này đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, luôn rẻ luôn. Đây? 2 triệu rưỡi cho cô chú anh chị luôn. Rồi, 2 triệu rưỡi ha, ship toàn quốc cây này. 24 hoành ha. Toàn quốc ha. Dạ, toàn quốc. Rồi, nè, xuống cây. Nồi đế, khủng bố bà bảy luôn. Rồi, mạnh dữ vậy. Tiếc lắm rồi. Mã số tiếp theo của gì? 67 ha. Em này cao khoảng tầm 1m7 đến 1m8. Còn tán ngang thì cũng khoảng tầm 1m5 nha quý vị. Đó, cũng co lắc giống như cái em vừa rồi, mã số 66 ha. Mà em này đế không đẹp bằng em đó, bán giá rẻ hơn. Rồi. Theo khen thì không đẹp nhưng mà tùy quý vị ha. À đúng rồi. Khi mình thấy không đẹp nhưng quý vị thấy đẹp sao? Đúng rồi, thì chính người mười ý mà. Có cách nhìn khác. Đó, tay cầm thì đẹp nè. Không, đế đế này đế nôm nha, đế nôm cũng đẹp nha, tự em nói vậy đó. Nó đế kẹo nè. Rồi, mình vô cái hoành luôn nha quý vị. Hoành nó 23 của chú anh chị ơi. 23 nhỏ hơn cái nãy phân ha. Nãy 24, này 23. Rồi, cây này em giao lô 2 triệu 3 luôn. Đế nè quý vị, đế nè. Kẹo. Mã số 67 nha cô chú anh chị. Em giao lô 2 triệu 3, bao ship toàn quốc luôn. Đấy, vậy là cũng theo mình là thấy vậy là cũng khá đấy, dữ lắm rồi, không có gì cũng mình gọi là đẹp, tạm gọi là đẹp được rồi ha. Đó, tay cành nè. Rồi vô luôn 2 triệu 3 cho cô chú anh chị luôn, chốt cặp ủng hộ em ha. Mã số 66 và mã số 67 ha. Rồi em hết cây. Nay quay giới thiệu nhiêu đây ha. Rồi quay giới thiệu cho cô chú anh chị nhiêu đây, là cô chú anh chị mà có thích nữa thì alo cho em ha, kết bạn Zalo đi. Em quay cây cho cô chú anh chị ha. Rồi, giờ là gì không? Rồi, cô chúc cuối clip em cũng chúc cô chú một ngày được nhiều sức khỏe ha. Làm việc thuận lợi luôn. Rồi coi cái nào được ủng hộ em luôn ha cô chú anh chị. Xin chào cô chú anh chị.